những đồng loại dùng tình người trong ngày mới. Thành phố đã còn xa vời vời, nửa chết nói anh tin vào đời và nụ cười đã trên môi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn phần thi của đội hợp tác phát triển. Rất sáng tạo đúng không ạ? Vâng ạ, và sau đây chúng ta sẽ đến với đội thi thứ tư trong chương trình tối hôm nay rồi ạ. Xin mời báo cáo về công tác đào tạo của nhà trường với slogan ULIS dấu ấn thời gian. Mà ULIS vào gì mà vào 800 IELTS. Mẹ cho con học thế thì con phải vào những trường top như kinh tế này, ngoại thương, ngoại giao. Chứ 800 IELTS vào ULIS còn có gì mà học nữa hả con? Không, con nhất định phải vào ULIS để đọc mày... idol đẹp trai của con kia kìa. Trời ơi, con ơi con dại lắm. Thời buổi bây giờ người ta phải chọn trường, chọn ngành, sau này ra trường kiếm tiền. Chứ vào ULIS đẹp trai, đẹp trai, mày có mài ra được không hả con? Mẹ không biết thì thôi, bây giờ ULIS hot lắm. Con chỉ muốn học ULIS thôi. Hot hot cái gì? Này, mẹ nói cho nghe nhá. Nhớ gì Hoa con không? Giáo viên tiếng Anh đấy. Nào, sáng dậy, chiều dậy, tối lại dậy. Cuộc sống bao năm nay vẫn thế, chả gì thay đổi cả. Cho nên là không ULIS, ULIS gì cả nhá. Con nhớ. Mẹ thôi. Ô Phương Anh, làm sao ngồi mình thẫn thờ đây thế em? Thế nửa mình thì ngồi được ạ? À? À, mày kia anh à? Tâm trạng rồi, sao đây? Trời buồn, trời đổ cơn mưa. Mày buồn, mày ngủ từ trưa tới chiều. Ngủ xong ăn cho thật nhiều, rồi lại làm một giấc từ chiều đến sáng mai. Anh đây nói cấm có sai. Sai sai cái gì? Em đang chán như con rán đây này. Thế làm sao? Nói anh nghe xem nào. Đây này, em có thằng 8.L được tuyển ULIS mà mẹ em không cho học. 8.L tuyển thẳng với ULIS gì mai không cho học. Thế là làm sao? Mẹ em bảo đấy là trường sư phạm, mà em vào đi học cái gì nữa? Ồ thế thì dì mai không cập nhật rồi. Bây giờ vào ULIS các ngành sư phạm chỉ là một phần thôi. Còn có ti tỉ thứ khác để chuẩn bị cho tương lai. May quá hôm nay có mấy đứa bạn anh là đại sứ ULIS. Để anh gọi bọn nó vào nói chuyện với dì mai nhá. Nhớ nhá. Vào đây. Vào ULIS đi nào. Rồi, tuyệt vời. Em cảm ơn anh Minh nha. Anh Lâm cả tên giúp em nha. Em chào chị Kim Anh nha. Anh Tâm để view cho em nha. Anh
dạ vâng, con chào cháu. Cháu sang chơi lâu chưa? Dạ cháu vừa về sáng nay. Ồ, thế bố mày bảo mày đi tư vấn tư veo gì ở trường cái Phương Anh cơ mà. Hôm nay cháu lại về đây để tư vấn cho các em học sinh cấp 3 về trường UNIT đấy gì. Hôm nay cháu còn mang theo các bạn đại sứ UNIT của trường cháu về đây để chúng giới thiệu. Chúng con chào bác ạ. Ồ, chào các con, xinh xắn quá cơ. Con là Lê Quyên, học ngành ngôn ngữ Ả Rập ạ. À, Lê Quyên. Dạ, con là Trần Hương, ngành ngôn ngữ Hàn ạ. Trần Hương. Còn con Hồng Nhung, ngành ngôn ngữ Anh ạ. À, Hồng Nhung à, chào ngoài, con. Ngoài ra, con còn rất nhiều các bạn khác, như bạn Min Nhật, bạn Thu Nga, bạn Tiến Trung, hoặc bạn Vân Pháp, còn nhiều bạn khác nữa gì ạ? À, thế à? Thế con học ngành ngôn ngữ Ả Rập ạ? Thế chắc sau khi tốt nghiệp là con sẽ đi xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út đúng không? Dạ không đâu bác ơi, bọn con sau khi tốt nghiệp có thể làm phiên dịch viên này, có thể làm trợ lý giám đốc này, thậm chí còn làm tiếp viên hàng không nữa bác ạ. Bác nghe nói ở Ả Rập Xê Út đàn ông vừa lắm dâu lại nhiều vợ đúng không? Không phải đâu bác ơi. À thế à? Thế còn con học ngành ngôn ngữ Hàn Quốc đúng không? Dạ vâng, đúng rồi bác ạ. Thế thì chắc chắn rằng sau khi ra trường lại làm phiên dịch viên cho cái ông Park Heo Sang gì hả? À dạ không bác ơi, khi ra trường con muốn thi vào một tòa soạn và con muốn làm phóng viên ạ. Phóng viên cơ à? Vâng ạ. Có nghĩa là phải đưa tin đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế con thử đưa một tin cho bác nghe xem nào. Bác muốn con đưa tin về lĩnh vực gì ạ bác? À, bác quan tâm đến chứng khoán này. Bất động sản. Thử đưa một tin về bất động sản cho bác nghe xem nào. Bất động sản. Vâng, bác nghe thử nhé. Johnny Quy đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau 3 năm anh đã gây dựng được một món nợ khổng lồ. Mày cứ trêu bác thế. Đây đây bác ơi, nói về quảng cáo lại nói về bất động sản, bác phải hỏi con. Vì con vừa thích quảng cáo, con lại vừa thích bất động sản. Để con làm một tin cho bác nghe nhé. Thế con làm sao nào? Con bán rap cho bác nghe. Cần bán gấp nhà 3.000 m², đất đắc địa, đường chống tạm, có rất nhiều phòng, an ninh siêu tốt, có camera, công an tuần tra 24/24, giá cả thương lượng, địa chỉ Hỏa Lò. Ôi trời ơi, đúng là các con Ulis cô khác, vừa nhanh nhẹn, vừa thông minh. Thảo nào cái con Phương Anh nhà bác, nó cứ mê tít cái trưởng Ulis ấy. Nhớ. Dì Mai ơi, dì thấy chưa, các bạn của con vừa giỏi ngôn ngữ, vừa thông minh, vừa trẻ trung, vừa nhanh nhạy. Các bạn không những chỉ rất nhạy, không những nhạy bén cùng với những cái yêu cầu cao của công việc trong và ngoài nước. Ngay tối hôm nay thôi, trường con lại có thêm một buổi tư vấn tuyển sinh nữa. Bây giờ dì với chúng con đi lên trường tham quan, chắc chắn Phương Anh sẽ muốn tham dự vào trường con luôn dì ạ. Nếu có Phương Anh nhà dì mà được giống như những thứ này thì dì đồng ý ngay. Dì yên tâm, Phương Anh vào đi học bằng 2, bằng 3 các bạn của con dì ạ. À thế cơ à? Thế thì chúng ta đi đến hội tư vấn đi. Vâng, đi, bắt đi. Trong quá khứ, ông Đồ cùng Tiểu Đồng vừa mặc xong áo dài khăn xếp, bị muộn giờ ra phố trải mực tàu giấy đỏ, vội vàng đi ra cửa thì bị bất ngờ hút vào một hố đen và xuyên sang Ulis ngay tại cửa hội trường Vũ Đình Liên. Ôi
ơi, cụ đi nhanh cho con nhờ. Cụ nhìn gì đấy hả cụ? À, cụ đây rồi, cụ đây rồi. Cụ ơi, cụ đến viết chữ cho lễ hội ông đồ của chúng cháu đúng không ạ? Vâng, ôi cụ ơi, giấy, bút đã sẵn sàng đây rồi nhưng mà chưa đến giờ cụ ạ. Bây giờ đang có tư vấn tuyển sinh ở trong hội trường Vũ Đình Liên. Hay là cụ hay thầy trò vào trong hội trường Vũ Đình Liên nhá. Cụ Đình Liên à? Dạ vâng ạ. Sao mà nghe cái tên nó quen quen như cái ông đồ ở làng tôi, cái cụ đồ làng tôi ấy. À, cụ chưa à, thế thì cháu xin giới thiệu với cụ, cụ Vũ Đình Liên là chủ nhiệm khoa pháp đầu tiên của nhà chúng cháu đấy ạ. À thế à? Vâng ạ. Ờ, cụ ấy vừa giỏi vừa đa tài lại đẹp trai lắm cụ ạ. À, vâng ạ. Cụ đồ làng tôi đấy. Dạ. Ừ. Vâng, thế thì bây giờ mời hai thầy trò đi vào hội trường để xem tư vấn tuyển sinh đã nhé. Ừ, vâng ạ. Rồi, rồi, rồi. Mời xem cụ đi ạ. Vâng, mời cụ đi ạ. Vâng. Xem. Cụ đi từ từ thôi ạ. Đây. Cụ bình tĩnh, cụ bình tĩnh. Ừ, háo hức lắm. Vâng, trong năm qua thì nhà trường chúng tôi đã có những cái bước tiến rất mạnh mẽ về công tác đào tạo thông qua một loạt những đề án như là được điều chỉnh tất cả các chương trình đào tạo, rồi đổi mới công tác hướng dẫn luận văn tốt nghiệp với sự đồng hành hướng dẫn của các cựu sinh ULIS, tăng cường trải nghiệm cho người học, hoàn thiện kho học liệu số và đưa công nghệ vào giảng dạy một cách đồng bộ và hiệu quả. Chị rất băn khoăn đúng không ạ? Dạ vâng. Xin phép thầy cho nhà em hỏi một câu được không ạ? Thầy vừa nói ứng dụng công nghệ thông tin là chỉ cho mỗi bậc đại học thôi hả thầy? À không, thưa chị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được áp dụng đồng bộ ở tất cả các cấp học, bao gồm cả trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở chuyên ngoại ngữ. Trong 2 năm Covid, nhà trường chúng tôi luôn đảm bảo nghỉ dịch chứ không nghỉ học. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ. Vâng, xin mời cụ ạ. À vâng, xin phép chào thầy. Đầu tiên là xin tự giới thiệu, tôi là từ xa xưa trở lại đây, thấy trường này dạo này phát triển quá, tiến bộ quá. Xin chúc mừng nhà trường, chúc mừng thầy hiệu trưởng. Xin cảm ơn cụ. Xin hỏi cầu khí không phải, cho tôi giận với được không? Quý hóa quá, nhà trường chúng tôi có chính sách mời các cựu sinh và các chuyên gia tham gia vào giảng dạy các chương trình. Nếu mà cụ dạy những môn như là thư pháp hay là cổ học tinh hoa thì chắc là phải sập quốc tổ đấy cô ạ. Ủa thế à, thật không? Vâng. Cảm ơn thầy quá, ôi dồi ôi, vui quá quá. Dạ nhá. Cảm ơn thầy. Con thưa thầy, con có ý kiến ạ. Mời con. Dạ, nãy giờ con nghe thầy tư vấn tuyển sinh ở ULIS, con yêu trường mất rồi đấy ạ. Con đang định xuyên qua Mỹ rồi học về truyền thông. Sau khi trở về thầy có nhận con không ạ? Nhận ngay, nếu mà tiến sĩ là tuyển thẳng đấy con ạ. Nhà trường sắp có chương trình văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia. Sau khi được Đại học Quốc gia phê duyệt, đưa vào chương trình giảng dạy là rất phù hợp với con đấy. Con cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin phép thầy cho nhà cháu hỏi một câu ạ. Thầy ơi, lúc nãy thầy có nói đổi mới giảng dạy, tức là như thế nào hả thầy? Mới lại thầy có nói là triển khai đồng bộ, thế tức là kiểm tra miệng, kiểm tra giữ kỳ, giống nhau tốt hả thầy? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Về chương trình đào tạo của chúng tôi thì như tôi đã nói là chúng tôi đã điều chỉnh tất cả các chương trình đào tạo. Thế nhưng mà các môn học không tự dưng sinh ra, cũng không tự dưng mất đi, mà sự thêm vào hay bớt đi một môn học trong chương trình đều phải được sự phê duyệt của Hội đồng Đào tạo Nhà trường và Đại học Quốc gia. Chúng tôi tích cực xây dựng những môn học mới và làm mới những môn học tưởng chừng như đã cũ, những môn học như trí tuệ cảm xúc, thiết kế cuộc đời hay là ngoại ngữ cho các vấn đề đương đại, đang góp phần làm cho các chương trình đào tạo của chúng tôi trở nên hiện đại và sắc nét hơn. Cảm ơn thầy ạ. Hay quá. Xin chào thầy. Nhân tiện đang có câu hỏi về kiểm tra đánh giá, tôi xin hỏi thầy hiệu trưởng một câu. Tôi được biết ngoài tiếng Anh với bài thi VSET thì năm 2022 nhà trường đã ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, các ngoại ngữ khác đúng không thầy? Đúng, rất chính xác chị ạ. Và xin mời cô Hiền bên trung tâm khảo thí sẽ trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. Thưa bác và các vị phụ huynh, là năm vừa rồi thì ngoài cái trước đây thì nhà trường đã ban hành cái đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh VSET. Ngoài ra năm vừa rồi thì còn có các đề thi đánh giá năng lực các cái ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Và với cái đề thi đánh giá năng lực này ấy, thì người học sẽ thí sinh sẽ phải sử dụng thực lực để làm chứ không dùng thị lực ạ. Xin cảm ơn cô.
được hỏi cô ạ. Đề thi khó hay dễ, thí sinh có làm được không ạ? À, dạ, thưa bác, là đề thi thì đảm bảo là dễ đọc ạ, chất lượng máy in của nhà trường rất tốt. À, thí sinh có thể làm tất cả các câu hỏi trắc nghiệm quanh ABCD, tô chọn ABCD ạ. Vâng ạ, thì nếu như thí sinh làm đúng các câu hỏi khó và làm trả lời không sai các câu hỏi đúng thì đảm bảo điểm rất là các câu hỏi dễ ạ. Hay quá. Cảm ơn cô ạ. Vâng, đã đến giờ chúng ta phải quay trở về với sân A1 đang có hoạt động lễ hội ông đồ, một hoạt động đang trở thành một cái bản sắc của Ulysses. Và xin mời các vị đại biểu và các quý vị phụ huynh cùng các em chúng ta di chuyển về nhà A1 ở sân. Cụ ơi, cụ ơi, chúng ta đi thôi, đến giờ rồi cụ ơi, mọi người đang đợi thôi ạ. Xa, mọi người đang đợi rồi, nhanh lên cụ ơi. Đã nào, cụ ơi, lên. Từ khổ vâng quá. Gì thế? Nhanh lên, chỗ này mới đang chưa đến mà. Chưa đến nhưng mà. Ôi giời ơi. Con trông cụ quen quen, hình như con chưa gặp cụ ở đâu bao giờ. Gặp thế nào mà gặp, ta từ quá khứ về đây. Thế trường này, giờ này phát triển quá, mừng quá. Thế con ở đâu ra thế? Con từ tương lai xa, rất xa. Con được Bộ Giáo dục xuyên Ngân Hà cử về đây để kiểm tra tình hình hoạt động của Ulysses. Bây giờ con mời cụ hãy nhìn lên màn hình để chúng ta cùng kiểm tra tình hình hoạt động của Ulysses cụ nhé. Cụ xem thế nào? Liệu con biết được không đây? Háo hức quá cụ nhỉ? Nhưng mà lo lắm vì mình không biết giá. Con với cụ về sân nhà A1 đi, mọi người đang chờ. Con xin cụ một chữ để chúng ta, để con về mang về giải ngân hà nhà con treo cụ nhé. Được, được, rất hân hạnh thôi. Vâng, thế chúng ta cùng đi cụ nhé. Đi, đi, mình đi, đi. Cụ ơi, mình vào đây ạ. À đây à, rồi.
xin cảm ơn đội đào tạo với phần thi rất xuất sắc vừa rồi đúng không ạ? Và đây là đội mà đã giấu kịch bản cho đến phút chót, không biết là các khán giả ở dưới có thấy bất ngờ không ạ?